Bài số 11 ở trang số 47 em nhé. Đầu bài thì em nên tự đọc trước. Chứ ở đây thầy sẽ phân tích luôn này. Cái hàng rào này thì cái này gọi là hàng rào song song với bờ sông. Đấy, còn ba cái hàng rào này vuông góc với bờ sông. Toàn bộ diện tích ở đây để trồng rau, còn có cái ngăn ở giữa này này thì chúng ta hiểu nó là để phân cách thôi, phân cách giữa hai cái phần thôi. Phần này có thể họ trồng rau này, phần kia họ có thể trồng rau kia. Nhưng mà cái vấn đề là diện tích thì ta hiểu là diện tích tổng. Và cái diện tích mà bị chiếm để xây dựng hàng rào coi như là không đáng kể nhé. Thế thì đây chúng ta có thể vẽ nháp ra như thế này. Đấy. Được chưa? Thế thì đây là bờ sông, còn đây là hàng rào song song với bờ sông, còn đây là ba cái hàng rào nhỏ vuông góc với bờ sông. Thế thì ba cái hàng rào nhỏ vuông góc với bờ sông này, bài số bao nhiêu vậy? Bài số 11 đúng không? 11 trang số 47. Ta giả sử kích thước của nó là x gì? Cm. Được chưa? Xm. Xin lỗi thầy nhầm. Thì thằng này cũng là x gì, thằng này cũng là x gì. Đầu tiên ta giả sử chiều dài của hàng rào vuông góc với bờ sông là x mét. Thế thì chúng ta suy ra chiều dài của ba hàng rào, thằng này là x thì thằng này cũng là x, thằng này cũng là x, với tổng chiều dài của ba hàng rào vuông góc với bờ sông phải là 3x mét. Nếu vậy thì ta suy ra là chi phí xây ba hàng rào là bao nhiêu? Đối với hàng rào vuông góc với bờ sông, còn đối với ba mặt hàng song song với nhau, tức là ta hiểu là song song với nhau, tức là vuông góc với bờ sông đấy. Ở đây họ cùng dùng từ song song nên chúng ta có thể hay bị lẫn, thì thầy phân biệt là thằng này là thằng song song với bờ sông, còn ba thằng này là thằng vuông góc với bờ sông đi. Được chưa? Đấy, cho nó dễ phân biệt. Chi phí xây ba hàng rào này sẽ là mỗi một mét vuông là 50.000 đồng. Như vậy thì 3x mét vuông sẽ là 3x nhân với 50.000. Đúng không? Hay bằng 150.000 nhân với x đồng. Ok chưa? Tổng chi phí xây toàn bộ bờ rào này mà ông ta có được là 15 triệu đồng. Vậy thì cái phần xây ba cái hàng vuông góc này đã mất 150.000 nhân với x gì? Thì suy ra là chi phí xây chi phí xây hàng rào song song với bờ sông. Chi phí xây hàng rào song song với bờ sông là bao nhiêu? Là 15 triệu. Trừ đi chi phí xây ba hàng rào vuông góc này là trừ đi 150.000 x gì đâu. Đấy. Vậy thì từ đây ta lại suy ra là mỗi một chiều dài một mét này, một mét là tốn mất 60.000 đồng. Thế vậy thì chiều dài của cái hàng rào song song với bờ sông chiều dài của hàng rào song song
bờ sông. Chiều dài của hàng rào song song bờ sông sẽ bằng gì? Số tiền xây dựng hàng rào đó chia cho đơn giá, tức là bằng số tiền của nó là 15 triệu trừ đi 1,5000 nhân với x gì và đem chia cho gì? 60.000. Có đúng thế không? Đây là diện tích mà xây hàng rào song song. Đây là số tiền để xây, phải không? Để đem chia cho nhau thì nó ra chiều dài của nó. X là chiều dài trên x phải lớn hơn không? Đấy, đúng không? Và x cũng là chiều dài của cái đại lượng 150.000, 15 triệu trừ 150.000 x trên 60.000 này này, là chiều dài của cái đường rào này. Thì cái này cũng phải lớn hơn không? Cho nên ta bảo vì x thì lớn hơn không? Do nó là kích thước của cái này, đúng không? Và 1,5000000 đấy, trừ đi 1,5000000 x gì chia cho 60.000 cũng phải lớn hơn không? Thế thì ta suy ra là x gì lớn hơn không và nhỏ hơn bao nhiêu em? Đẩy cái 60.000 này lên thì chúng ta sẽ lớn hơn 60.090. À không cần, thì chúng ta cho 150.000 trừ đi 105 15 triệu trừ 150.000 x lớn hơn không, vì cái 60.000 đã lớn hơn không rồi. Thì chúng ta sẽ được x nhỏ hơn 100. Giải cái bước phương trình này dễ rồi đúng không? Ta sẽ được x nhỏ hơn 100. Đi ra đã con, đợi đợi bố một tí. Đợi bố một chút. Thì giả sử diện tích hàng rào không đáng kể thì suy ra diện tích khu vườn diện tích của khu vườn em để ý này, diện tích khu vườn lúc này tổng thể thì nó là hình chữ nhật mà, cho nên nó sẽ bằng chiều rộng nhân với chiều dài và kích thước của hai cái thì không biết cái nào là rộng, gọi cái nào là rộng, cái nào là dài nữa cả, phải không? Nó sẽ phải là, ta gọi nó là SX đi, x nhân với 150 trừ 150000 x chia cho 60.000, đúng không? Đấy, bằng kích thước của hai chiều mà. Cái chỗ này nó nhiều số 0 quá, ta có thể rút bớt đi được không nhỉ? Đây có 4 số 0, đây cũng gạch đi 4 số 0, à đây cũng gạch đi 4 số 0. Vậy thì ta viết cho nó gọn gàng lại thành 1.500 trừ đi 15x chia cho 6. Được chưa? Đơn vị là mét vuông. Đấy, cái phần kích thước của cái còn lại ta rút gọn đấy. Thế thì bài toán trở thành gì? Bài toán trở thành tìm x thuộc phạm vi từ 0 cho đến 100 sao cho SX lớn nhất. Được chưa? Giao cho SX lớn nhất. Ta có muốn tìm giá trị SX lớn nhất, ta có S phải X bằng x ở đây chúng ta có f phải x sẽ bằng là sx trước đi, viết cho nó gọn gàng này đã, 1.500 x trừ đi 15 x bình phương phần 6 à, thì suy ra s phải x bằng đạo hàm lên đúng không, 15 trừ 15 phần 6 đạo hàm sẽ x bình sẽ còn trừ 15 phần 3 x gì đúng không, 1.500 phần 6 x mà đạo hàm sẽ còn 1.500 phần 6. Thực ra có thể rút gọn nó thành 1.750 phần 3 cũng được đúng không, 750 trên 3 như thế này cho nó gọn hơn. Cho s phải x bằng 0
cho s phẩy x bằng 0 thì ta được x bằng bao nhiêu? 50, 750 chia 15, đúng rồi, được 50. 50 thì có nằm trong phạm vi từ 0 cho đến 100, đúng không? Thỏa mãn. Bây giờ mình kẻ cái bảng biến thiên. X chạy từ 0 cho đến 100 đi qua giá trị đặc biệt là 50. Ở đây chúng ta có s phẩy x và kế đến chúng ta có sx. Tại 50 thì s phẩy x bằng 0. S phẩy x là một cái nhị thức bậc nhất phía bên phải nghiệm thì cùng dấu với hệ số A, tức là nó âm. Phía bên trái của nghiệm thì nó trái dấu với A, tức là nó dương. Như vậy hàm của chúng ta từ 0 đến 50 nó đồng biến và từ 50 đến 100 nó nghịch biến. Thế thì rõ ràng ở đây nó đạt giá trị lớn nhất nhá, và chúng ta cũng không cần thiết phải tìm cái giới hạn lim để làm cái gì cho nó mất công. Cho thầy lấy cái tờ giấy. Được chưa? Đấy, thì ta bảo là từ bảng biến thiên. Từ bảng biến thiên ta được Sx đạt giá trị lớn nhất khi nào? Khi x bằng 50. Đúng không? Khi x bằng 50 thì 50 mét. Người ta hỏi ta là cái với cái chi phí là 15 triệu đồng như vậy thì làm sao để xây được cái khu vườn có diện tích lớn nhất, thì ta suy ra là vậy diện tích lớn nhất của khu vườn là bao nhiêu? Là chấm hai chấm kích thước một chiều là x gì nhân với bao nhiêu nhỉ? X gì nhân với 150 à 1500 đúng không? 500 trừ đi x gì trên 6 và bằng thấy bằng 50 và ta được 50 nhân với 1500 trừ 50 phần 6 và nó bằng, em bấm máy tính, 6250 mét vuông, 6250 mét vuông. Ok chưa? Đáp án cuối cùng là 6250 mét vuông. Xong chưa? Đấy, đấy là cái bài số 11. Thì thầy lưu ý là ngay phía dưới cái phần bình luận của cái video này thì thầy ghim danh sách đầy đủ các cái phần hướng dẫn chữa chi tiết, không những chữa, không những đưa ra lời giải mà còn phân tích để cho em hiểu rõ cái lời giải đó nhé. Cái đường link đó ở ngay phía dưới phần bình luận đấy, em kéo xuống dưới sẽ nhìn thấy.